Cách đây tròn 93 năm, vào ngày 1 tháng 8 năm 1930, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu mang tên Ngày Quốc tế đỏ 1 tháng 8. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ. Đến nay đề rõ Ban cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Từ sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa 8 quyết định lấy ngày 1 tháng 8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm tuyên giáo đi trước mở đường, đi cùng làm việc và đi sau tổng kết và hướng mạnh về cơ sở, ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt nhiều thành tựu quan trọng, tạo nên những động lực, tinh thần mới, khí thế mới, góp phần cùng đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Một trong những kết quả nổi bật trong thời gian qua mà ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long đạt được là đã tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh và làm tốt các nhiệm vụ được tỉnh ủy giao. Trong đó, đáng chú ý với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Ban chỉ đạo 35, Ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy để thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Bên cạnh đó, còn nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền địa phương, giải quyết các vụ việc nảy sinh. Nhờ đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh tư tưởng trên địa bàn. Đối với Ban tuyên giáo cấp, nói chung là đóng một vai trò rất tốt. Đặc biệt là trong cái làm tham mưu cho là cấp ủy, rồi chính quyền địa cấp, vấn đề ra phản bác những cái thông tin mà nó sai trái với thật. Đối với cái quan điểm của đảng về luật pháp nhà nước, để góp phần coi như ổn định chính trị an ninh và phát triển cái kinh tế của mình trong những năm qua. Công tác tuyên giáo của đảng trong tình hình mới tiếp tục quan tâm thực hiện tốt ba mặt trọng tâm, gồm củng cố hệ thống tổ chức thực sự vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo phải có tâm, có tầm và luôn nâng cao trình độ năng lực. Và đặc biệt, người làm công tác tuyên giáo phải luôn đi sát với cuộc sống. Chúng tôi sẽ tập trung cho công tác nghiên cứu lịch sử đảng gắn với cái nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp ủy tin tưởng giao phó. Đồng thời với đó thì Ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tiếp tục nỗ lực tham mưu với Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức thành công các sự kiện chính trị xã hội sắp diễn ra trên địa bàn của tỉnh. Tại hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, với phương châm kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo, ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới, việc tổ chức quán triệt, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Toàn ngành tuyên giáo tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, nhà nước, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tự hào với truyền thống 93 năm ngành tuyên giáo của đảng, đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long nói riêng, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đồng thời luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cống hiến công sức và trí tuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp ủy đảng tin tưởng giao phó.